Người đàn ông ở Quảng Trị bị bắn chết ngay tại nhà Sáng nay 11 tháng 6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau quá trình vận động, nghi phạm của vụ nổ súng làm chết người trên địa bàn đã ra đầu thú. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 10 tháng 6, tại nhà anh Ngô Đức Hát, 36 tuổi, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường 3, thị xã Quảng Trị, xảy ra vụ nổ súng. Anh Hát bị một người quen biết dùng súng bắn, sau đó gục xuống nền nhà. Sau khi gây án, người này đã rời khỏi hiện trường. Người nhà của anh Hát cho biết anh Hát bị đạn bắn vào hông và lưng. Anh Hát sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Tại bệnh viện, qua kiểm tra cho thấy không đo được mạch của bệnh nhân, vết thương xuyên thấu vùng hông và nhiều mảnh kim khí giải rác khắp vùng bụng. Dù được hồi sức tích cực và truyền máu, nhưng đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, anh Hát đã không qua khỏi. Nhận được thông tin, Công an thị xã Quảng Trị cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt bảo vệ hiện trường, huy động lực lượng truy bắt nghi phạm vụ nổ súng. Tại hiện trường vụ nổ súng có bàn nhậu với nhiều vỏ lon bia, vết máu cùng hai đôi dép. Đến sáng nay, nghi phạm của vụ nổ súng đã đến cơ quan công an đầu thú. 9 giờ 30 sáng nay, lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện cơ quan điều tra chưa cung cấp danh tính nghi phạm.